các bạn theo dõi trận chung kết nên đi sắt liên hoan các cái trung tâm văn hóa thể thao tỉnh Bình Dương giữa hai vận động viên Đỗ Huy Long, đơn vị Phú Giáo và vận động viên Vũ Thành Châu của đơn vị Dương Tiến. Rồi, thời tiết mưa rồi, xong rồi. Anh lại rồi. Mới điểm lên. 2 điểm cho Đỗ Duy Long. Điểm số đang tạm thời là 4-0 cho vận động viên Đỗ Duy Long. Đúng xe trường rồi đó. Đây là sân đất đấy. Đất tôi là lấy vàng rồi, bắn được rồi. Ok. Bỏ rồi, hết rồi. Không là tôi quay bắn ăn không, nếu bắn ăn thì bắn luôn. Hai điểm số 2 điểm cho bên Vũ Thành Châu. Điểm số được rút ngắn xuống còn 2 điểm. Đơn nữ nha quý vị, giữa hai vận động viên Bùi Thị Ngọc của đơn vị Phú Giáo và Trương Thị Ngọc Diền của Dĩ An. Nay muốn luôn được, bỏ một trận tối nay á. Okay.
đục rồi, đục cái chai ngắt luôn à. Rồi cái nó bị hư chỗ luôn rồi. Để dịch cái lòng quân bị chính xác và điểm số tiếp tục được nâng lên 5-2. Làm mạnh không hài lòng tí nào. Điểm cho Vũ Thành Châu và tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-5. Trong trận chung kết nội dung đơn nữ thì tỷ số đang làm 2-1 nghiêng về cho vận động viên Bùi Thị Ngọc. Bên kia như G Vlog hay gì của Dầu Tiếng á, bên Dầu Tiếng á.
coi lại cho Bi. Trận chung kết đơn nữ thì tỷ số đang là 3-1 đi về cho vận động viên Nguyễn Thị Ngọc, vận động viên mặc áo đỏ ha. Thoải mái vô. Trọng tài đang đo bi để xác định. Bắn đi. Bỏ vô đi. Rồi, mời các bạn tiếp tục theo dõi trận chung kết. Chạy được rồi. Chắc bây giờ đẹp mà. Liên hoan văn hóa thể thao các trung tâm văn hóa tỉnh Bình Dương năm 2020 diễn ra tại huyện Bảo Bàng nha. Huyện Bảo Bàng nha quý vị. Do đơn vị Bảo Bàng đăng cai. Giờ thì vận động viên Vũ Thị Châu đã ghi được 2 điểm và nâng tỷ số lên 6-5, vượt lên dẫn trước. Xin thông báo kết quả thi đấu trận tranh 3-4 nội dung đơn nam trên sân số 3. Vận động viên Trần Bá Thu của đơn vị Dầu Tiếng thắng cuộc. Chính xác. Chính xác, tuy nhiên thì đi của đối phương không ra xa và vẫn đang chiếm lợi thế. Bi
bắn ra chứ bò đâu. Thành Châu đã ghi 2 điểm và điểm số được nâng lên 8-5. Ok. Trận chung kết đơn nữ thì vận động viên Trương Thị Ngọc Hiền đã vượt lên dẫn 5-3. Đi vậy thôi. Trận chung kết kết thúc, vận động viên Vũ Thành Châu giành chiến thắng với tỷ số 9-5. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị, bạn vào video tiếp theo.